Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng chúng mình cập nhật tin tức mỗi ngày. Sau khi bị nhiều dân mạng đồng loạt chỉ trích và report kênh, YouTuber NTN mới đây đã thu hút sự chú ý khi cho ra một video mới nhất với tiêu đề là xóa kênh. NTN là một kênh YouTube rất nổi tiếng hiện nay với hơn 8 triệu người theo dõi của một anh chàng tên thật là Nguyễn Thành Nam. Số lượng người theo dõi NTN đa phần là giới trẻ. Thế nhưng dạo gần đây anh chàng này đã liên tục bị lên án chỉ trích rất nặng nề vì anh thường xuyên đăng tải những clip có nội dung quái đản, nhiều thử thách có phần nguy hiểm. Một vài ý kiến còn cho rằng đây là kênh YouTube độc hại và cần phải loại bỏ. Và mới đây nhất, NTN đã phải đón nhận một làn sóng phản đối ném đá kịch liệt vì anh đã đăng tải video thả 100 con dao nhọn từ trên cao xuống. Những con dao nhọn được YouTuber chuẩn bị, buộc chung lại sau đó thả từ trên cao xuống nhiều lần cho đến khi rơi trúng miếng thịt đặt ở bên dưới. Đoạn clip bị cho là nhảm nhí gây tác động nguy hiểm đến những bạn nhỏ nếu vô tình xem được và học theo. Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, NTN đã có động thái mới nhất là đăng tải một video với tiêu đề xóa kênh. Nhìn vào tiêu đề, rất nhiều người đã tỏ ra bất ngờ khi YouTuber này chịu từ bỏ kênh YouTube với 8 triệu lượt đăng ký. Thế nhưng sự thật lại không giống như tiêu đề. NTN đã nói rằng, tôi nghĩ nên xóa kênh đi để đỡ bị chửi. Tôi làm 5 năm nay, lúc nào cũng bị chửi. Tôi bị các bạn chửi nhiều quá, tôi quyết định xóa kênh. Không làm clip gì nữa, làm thì cứ bị chửi. Trong khi các bạn xem miễn phí, không mất một đồng nào, nhưng mà các bạn đòi đạp miếng cơm của chúng tôi. Mặc dù những lời nói vừa rồi rất chắc chắn và hùng hồn, thế nhưng đến cuối video, nam YouTuber lại cười và nói rằng, nói được nhưng không làm được, kết thúc clip, tôi không xóa kênh, cảm ơn các bạn đã xem clip của NTN. Ngay sau đó thì nhiều người đã nhận ra đây chỉ là một trò đùa và tiếp tục lên tiếng phản đối NTN như sau. Hay thật, đúng là một trò đùa, quá coi thường người khác. Sớm muộn gì thì YouTube cũng xóa cái kênh này đi thôi vì nội dung không phù hợp, tin mình đi. Nhìn cái thái độ khiêu khích thách thức đoạn cuối video mà thấy ghét, một con người không biết suy nghĩ, trẻ con nó mà học theo mấy cái hành động thần kinh này, nhỡ có mệnh hệ gì thì hỏng hết một thế hệ. Report tiếp thôi anh em, kệ đi. Mặc dù đăng tải video với tiêu đề là xóa kênh, nhưng đây chỉ là một câu chuyện đùa của YouTuber Nguyễn Thành Nam. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này thì hãy để lại comment bên dưới. Ngoài ra để có thể cập nhật những thông tin nổi bật mỗi ngày thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh cho S News. We'll be right back.